pha quẹt vào gương ô tô. Em gái quay lại xin lỗi nhưng không được chấp nhận và cái kết. Anh ơi, em xin lỗi nhá. Bảo Vương rồi. Đang lưu thông xe máy trên đường, chẳng may tay lái và quẹt vào gương của chiếc xe ô tô đang dừng đổ ven đường. Cứ nghĩ em gái sẽ tiếp tục đi, nhưng với cách ứng xử văn minh, em đã quay lại xin lỗi, cơ mà không được anh tài xế chấp nhận mà vẫn đòi đền bù và cái kết. Đền chưa? Này em mà bẻ gãy, gãy lanh bắt đền hẳn rồi nhá, 14 Quảng Ninh à. Vâng. Bây giờ đền gương cho anh. Cái tay em có khỏe quá. Quẹt cái em cho xe anh đang đỗ chứ không phải xe anh đang di chuyển đâu bây giờ. Bây giờ hỏng rồi. Thực ra thì anh tài xế chỉ đùa em gái một chút thôi. Chứ người văn minh lịch sự và thái độ nhẹ nhàng thành khẩn như vậy thì ai nỡ bắt đền. Chết rồi. Sinh thế này thì còn nỡ bắt đền không? Hành động của em gái quay lại xin lỗi khi gây ra chuyện và cách xử lý của anh tài xế khiến nhiều người cũng ngưỡng mộ. Nhiều người va quẹt xong rồi lại sợ trách nhiệm, có khi bỏ chạy ngay chứ không quay lại đâu. Bạn gái đã xin lại còn tử tế. Cả hai bạn xứng đáng có 10 người yêu. Một số bình luận hài hước để lại: anh trêu vậy thôi mà em muốn đền gương bằng chuyển khoản hay tiền mặt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.